Xin được giới thiệu cùng với quý vị một tác phẩm Đào Tiên Phong Thủy được tạc từ chất liệu đá thạch anh hồng. Tạc ba trái đào quý vị nhé, đây gồm một trái này, hai trái và ba trái đào. Đấy, được tạc và đánh bóng hoàn toàn là thủ công. Đấy, tất cả các chi tiết ở đây đều là đánh bóng từ nỉ và nước để lên được độ bóng tự nhiên của đá. Đấy, một tác phẩm Đào Tiên Phong Thủy được tạc từ chất liệu đá thạch anh hồng. Soi đèn quý vị cùng xem này, độ thông đèn của đá khá tốt nha. Độ thông đèn khá tốt. Soi ánh sáng vàng quý vị thấy được rõ hơn. Độ thông đèn cực kỳ tốt. Tác phẩm này thì có bề ngang này là 34 cm, chiều cao này từ trên đỉnh này xuống dưới này là 21 cm, và bề ngang điểm rộng nhất này là 19 cm. Được tạo từ chất liệu đá thạch anh hồng chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên. Khối lượng đá của tác phẩm này nặng là 13 kg. Và hiện tôi đang giao lưu cùng với lại quý vị với giá là 3.300.000 đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Quý vị yêu thích thì việc để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ gửi hàng đến tận nhà cho quý vị. Cam kết sản phẩm là đá thạch anh chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên. Quý vị có thể kiểm tra kiểm định thoải mái. Nếu phát hiện không đúng, tôi xin đền gấp 10 lần giá trị đơn hàng cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định đối với sản phẩm. Giao dịch mua hàng bên tôi thì có hai hình thức. Một là khách hàng chuyển khoản trước sẽ được ưu tiên bao ship trong phạm vi toàn quốc. Còn nếu quý vị không có điều kiện để chuyển khoản thì tôi sẽ nhờ bên giao hàng thu hộ. Tuy nhiên nếu mà thu hộ thì quý vị chịu giúp cho tôi phí ship. Và lưu ý một điều khi mua hàng, đó là quý vị luôn luôn kiểm tra hàng trước khi nhận cho tôi. Cho dù có chuyển khoản trước thì quý vị cũng kiểm tra hàng trước khi nhận, xem hàng gửi có đúng hay không, hàng có vấn đề gì không. Nếu có vấn đề gì quý vị cho hoàn hàng ngay và tôi sẽ trả lại toàn bộ số tiền quý vị đã chuyển khoản, không trừ bất kỳ một chi phí nào. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên nhận được những video mới nhất. Hàng ngày kênh Đá Quý Thanh Hóa luôn có những video giới thiệu về các sản phẩm đá phong thủy, đá đẹp tự nhiên phục vụ đến các quý khán giả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.